Trận đấu ra quân thì đội tuyển Iran đã phải nhận thất bại sát nút với tỷ số 4-5 trước đội tuyển. Sẽ là đội hình ra sân của hai đội. Bên phía đội tuyển quốc gia Iran sẽ ra sân bao gồm 5 cái tên. Số 1, cú đúc vào lưới của thủ thành Hữu Phúc. Vẫn là những tình huống tấn công áp đảo của Iran dành cho các cầu thủ Iran. Khoảng trống, thêm một cú dứt điểm ngay từ vị trí các cầu thủ Iran. Giải vô địch Châu Đại Dương, một tình huống đột phá xuất sắc của thủ thành bên phía New Zealand. Hành lang cánh phải, Karimi, Madreza, một tình huống có mặt ở cột xa và pha dứt điểm không thành công nữa của các cầu thủ áo trắng. Liên tục là những cơ hội dành cho Karimi, một tình huống chủ hướng tấn công dành cho Iran. Lại là cú dứt điểm nữa của Karimi. Chốt ở hành lang cánh trái, cơ hội dành cho Iran một lần của New Zealand vào lúc này. Và đã có bàn thắng dành cho Iran. Và không ai khác, người vừa cụ thể hóa cơ hội dành cho cầu thủ Iran đó là đội trưởng Ali Asghar. Một tình huống phối hợp đơn giản ở khu vực chấm phạt góc của đội tuyển Iran. Và không có bất kỳ ai tạo ra sức ép dành cho số 7 của bên phía đội tuyển Iran. Ali Asghar đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ bắt cắt số điểm của mình. Naples ghi bàn thắng cho đội Iran. Không có bất kỳ ai bên phía hàng thủ của New Zealand có thể theo kèm Asghar. Tốc độ và kỹ thuật của Karimi sẽ là phản công dành cho đội tuyển New Zealand. Cú dứt điểm ngay không vào. Cơ hội dành cho Iran. Cơ hội không vào. Cơ hội dành cho Iran. Một cú sút quá hiểm hóc từ cầu thủ Iran. Người vừa ghi bàn đó là Mohammad Reza. Tình huống chắc thời cơ cực kỳ ấn tượng của Mohammad Reza. Không có bất kỳ cơ hội nào để cho Antamanov có thể cản phá ở trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ mặc áo số 6, Antamanov đã lôi nhòi người hết cơ. Nhưng bóng đập cột sọc và đi vào lưới. Đội Cộng hòa Hồi giáo Iran 2-0 dành cho đội tuyển Iran. Tình huống cản phá xuất sắc của thủ thành Bagher Mohammadi. Phản xạ cực kỳ ấn tượng của thủ thành số 1 bên phía đội tuyển Iran. Akawas Twig. Dứt điểm ngay. Một siêu phẩm của cầu thủ bên phía New Zealand. Đó là cú dứt điểm của số 3 Hamish Gray. Một cú bắt volley không thể cản phá của Hamish Gray vào lưới của Bagher Mohammadi. Tình huống chuyền bóng của Ethan Martin là rất vừa tầm để Hamish Gray có thể tung ra cú volley bằng chân phải vô cùng ấn tượng như vừa rồi. Và khoảng cách lúc này sẽ chỉ có là một bàn mà thôi. Đây chính là kịch bản y hệt như những... Vẫn là cơ hội dành cho Ali Asghar cùng những người đồng đội. Và hiệp một chính thức khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về các cầu thủ Iran. Đến với hiệp thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Iran và đội tuyển New Zealand. Đào đùi, kỹ thuật của đào đùi, khoảng trống để dứt điểm, không có bàn thắng dành cho Iran. Asmi, người thực hiện sẽ là Gray, cú dứt điểm ngay. Bóng đi rất cao nhưng lại đi không trúng khung thành. Cú dứt điểm ngay của Gray. Ali Asghar rất nguy hiểm với những tình huống tạo ra điểm cắt như thế này. Một tình huống đá bóng tốt của Rafael Poor, cú dứt điểm ngay không được. Việt Nam với mục tiêu giành vé tham dự World Cup năm 2024. Cơ hội dành cho Iran. Một tình huống làm tương tốt của số 12 Dao Dùi. Và cú dứt điểm cũng là ấn tượng không kém của số 8 Ali Akrami. Dao Dùi đã làm tường quá tốt để thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương trước khi Akrami băng xuống. Dứt điểm ở góc hẹp và mang về bàn thắng tiếp theo cho Iran. Tỷ số là 3-1 khi mà hiệp thi đấu thứ hai trôi qua được một nửa thời gian dành cho đội tuyển Iran. Mình 3 điểm đầu tiên tại giải đấu năm nay. Cơ hội dứt điểm dành cho Karimi. Cú sút là quá hiểm hóc từ vị trí số 11 Karimi. Bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành. Và phản xạ của Antamanov là không đủ.
để khiến cho New Zealand phải có lần thứ tư và lấy nhận bóng trong trận đấu này. Dứt điểm rất căng. Khoảng trống dành cho Kalivat, không vào. Chưa để có bàn thắng tiếp theo dành cho đội tuyển Iran. Lại là một tình huống đột phá nữa của cầu thủ Iran. Không thể có bàn thắng tiếp theo dành cho Iran với đà bông vào vừa rồi là của Matthew Joseph. Asghar. Phản công dành cho New Zealand. Quá đáng tiếc dành cho tình huống trích mũi giày vừa rồi của số 11 Jordan Defort. Điều xử lý kỹ thuật tốt của Khalivan. Ali Asghar, cơ hội dành cho Iran. Dứt điểm ngay. Đường chuyền của Asghar là hoàn hảo để cho Masu Yosef tung ra cú dứt điểm trái phá mang về bàn thắng thứ 5 dành cho Iran. Tình huống xử lý mẫu mực của Masu Yosef. Và mọi hy vọng đã chấm dứt đối với New Zealand. Đẳng cấp đã lên tiếng. Trong hai trận đấu thì Iran đã có được 9 bàn thắng. Cú đá phạt của Ethan Martin. Defort. Cơ hội dành cho Iran. Chưa có bàn thắng dành cho New Zealand. Cuối cùng, cơ hội đá phạt dành cho New Zealand. Và trận đấu khép lại với chiến thắng 5-1 dành cho đội tuyển Iran trước New Zealand. Một chiến thắng thuyết phục và cực kỳ ấn tượng của đội tuyển top 7 thế giới trước nhà vô địch của châu Đại Dương. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong khoảng một tiếng trước khi trở lại với nhà thi đấu Lách Bình Thăng để chứng kiến cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Maroc.